Phẩm Tinh Hiểu Thứ Tư. Phẩm tựa thứ nhất của Kinh Pháp Hoa là nghiên cứu nhân duyên của bổn kinh. Phẩm phương tiện thứ hai, dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Vì để cho chúng sinh tiến thêm một bước thấy rõ giáo nghĩa, nên Đức Phật tiếp tục nói phẩm ví dụ thứ ba. Bây giờ, nói đến phẩm tinh hiểu thứ tư, khiến cho chúng sinh tăng thêm niềm tin. Do đó có câu, tinh là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. Lại có câu rằng, Phật Pháp như biển cả, chỉ cần tin thì vào được. Do đó, có thể thấy niềm tin rất quan trọng. Có thể nói là cửa đi vào Phật Pháp. Chữ tin bằng tiếng Tàu, chữ nhân đứng trước chữ ngôn, hợp lại thành chữ tín. Biểu thị lời nói của người nào đó nói. Nếu bạn không tin lời của họ nói, dù lời của họ vốn có lợi ích, thì bạn cũng chẳng có được ích lợi. Cũng thế, nếu ai hay tin hiểu nghĩa lý trong kinh, sau đó cung hành thực tiễn, thì mới thực sự đắc được pháp ích. Ví như tính nóng giận của bạn quá lớn, nhưng đọc kinh rồi, thì hiểu được tính nóng giận có thể tránh khỏi, do đó lập chí trừ khử ác tập này. Trong sự tu hành bất tri bất giác, một ngày nào đó bạn sẽ phát giác tập khí xấu xưa kia đã tiêu đâu mất. Đột xuất có người vô cớ nhiễu loạn bạn, nhưng bạn cũng xem như chẳng có gì. Đó là công năng của niềm tin. Ngược lại, nếu người nào đó sinh tâm nghi hoặc đối với kinh điển, cho rằng tính nóng giận ai ai cũng đều có đủ, không nóng giận là việc không thể được, do đó không thể tương ưng với Phật Pháp, đừng nói đến đắc được pháp ích. Nói tóm lại, ai tin hiểu được Pháp Đại Thừa không thể nghĩ bàn, thì mới có thể thực tiễn chứng được Pháp Di Diệu Thậm Thâm Vô Thượng. Cho nên phẩm này lấy tin hiểu làm tựa. Kinh Văn. Lúc đó, Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Maha Ca Chiên Viên, Maha Ca Diếp, Maha Mục Kiền Liên, nghe Phật nói Pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh tâm hy hữu vui mừng hớn hở, bèn từ tòa ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, hở bày vai phải, gối phải đụng đất, một lòng chắp tay, cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn mà bạch Phật rằng: giảng giải. Lúc đó, tức là lúc Đức Phật diễn nói phẩm ví dụ, phẩm này Đức Phật chỉ truyền thọ đối với người đương cơ, chẳng tuyên nói đối với đại chúng, vì muốn tránh chúng sinh khởi nghi hoặc. Maha Tu Bồ Đề cũng gọi là Huệ Mạng Tu Bồ Đề, vì Ngài tiếp nối Huệ Mạng của Phật, cũng vì Ngài phụng mạng của Đức Phật, bậc đại giác trí huệ nên gọi là Huệ Mạng. Trong Pháp Hội Bát Nhã, Phật muốn Ngài Tu Bồ Đề giáo hóa tất cả chúng sinh và Bồ Tát mà kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Tu Bồ Đề có ba tên: một, Thiện Cát; hai, Thiện Hiện; ba, Không Sinh. Khi Ngài Tu Bồ Đề ra đời thì có những việc kỳ lạ phát sinh. Các báu vật trong nhà phụ thân của Ngài đột nhiên biến mất. Thầy bói tướng xem thì cho rằng Ngài ra đời rất là thiện cát, tốt lành. Các báu vật mất hết, đó là biểu hiện giải không, cho nên lại được tên là Không Sinh. 7 ngày sau, các báu vật mất đi đều xuất hiện trở lại, do đó lại được tên là Thiện Hiện. Tôn giả là người giải không đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Có người hỏi, không là gì? Có cần giải không chăng? Đương nhiên cần giải không. Nếu không thì không thể thấu hiểu Phật Pháp, nói chi đến thành Phật. Lại hỏi, không tất nhiên là gì cũng chẳng có, hà tất phải thấu hiểu? Tức bởi vì gì cũng chẳng có, nên bạn mới cần minh bạch nó. Ai lĩnh ngộ được nghĩa này thì được lợi ích vô cùng. Hư không là gì? Nó chẳng có hình tướng, cũng vô sở đắc. Nếu có sở đắc
thì chẳng gọi là hư không. Khi Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ nghĩa lý chẳng có gì giữ lấy, chẳng có gì xả bỏ, chẳng có gì thọ nhận rồi, liền giác ngộ diệu nghĩa về không. Tuy nói trong hư không chẳng có một vật, song vẫn có vật ở trong đó. Có và không là tương đối. Nếu ai có thể đập dụng hư không, thì sẽ rõ Phật tính, thấy nguồn gốc. Cho nên, Hòa Thượng Hư Vân có nói rằng, bôi tử phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn toái giả, cuồng tâm đương hạ hiết. Nghĩa là, cái ly rớt xuống đất, âm thanh chợt phát ra, hư không bị đập dụng, tâm cuồng tiêu tan mất. Hòa Thượng Hư Vân ở trong thiền đường chùa Cao Mân tại Dương Châu. Lúc cây hương thứ sáu khai tỉnh, xả thiền, thì vị hộ thất, người giúp việc trong thiền thất, rót trà cho từng thiền sinh. Chỉ sơ ý một chút, làm rớt ly trà của Ngài Hư Vân xuống mặt đất, phát ra tiếng trong trẻo, tức thời làm cho mê mộng trong vô lượng kiếp của Ngài Hư Vân kình tỉnh dậy. Ly trà rớt xuống đất, một âm thanh chợt phát ra, đập dụng hư không, cuồng tâm tiêu tan chấm dứt. Cuồng tâm tức là tâm phan duyên, phiền não chấp trước. Cho nên Đức Phật nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, cuồng tâm đốn hiếp, hiếp tức bồ đề. Nghĩa là cuồng tâm tức bồ đề. Khi cuồng tâm chẳng còn nữa, thì bồ đề giác ngộ sẽ hiển hiện. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên, Maha nghĩa là đại, lớn, Ca Chiên Viên dịch là văn sức. Tôn giả cũng có những tên khác như Hảo Kiên, Phiến Thần và Thắng Tư. Trong chúng đệ tử của Đức Phật, Ngài là người luận nghị đệ nhất, biện tài vô ngại. Ngài dùng thiện xảo phương tiện, biện tài thao thao bất tuyệt, triết phục được rất nhiều ngoại đạo đoạn kiến. Maha Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất được truyền từ Đức Phật. Ngài hiện nay vẫn còn nhập định ở núi Kê Túc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tức chưa vãng sinh, cũng chưa vào Niết Bàn. Ngài đợi Bồ Tát Di Lặc thành Phật thì trao y bát cho Phật Di Lặc. Ca Diếp dịch là ẩm quang, vì trên thân của Ngài phóng ra ánh sáng vàng tía che lấp các ánh sáng khác, như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngôi sao, giống như uống ánh sáng. Thân của Ngài hiện ánh sáng vàng làm gì trong quá khứ, Ngài và vợ của Ngài Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni cùng nhau tu sửa sơn son thiếp vàng tượng Phật Tỳ Bà Thi. Ca Diếp còn dịch là Đại Quy Thị, vì khi tổ tông của Ngài tu đạo thì thấy con rùa lớn cõng ở trên lưng một bức quả đồ, do đó mà được tên. Tên của Ngài Ca Diếp còn gọi là Tỳ Bát La, là tên của một thứ cây. Vì cha mẹ của Ngài cầu nguyện với cây này mà sinh ra Ngài, cho nên lấy tên cây làm tên. Ngài Maha Ca Diếp đã từng là một vị ngoại đạo lạy thần lửa, cho rằng thần lửa là thần minh cao thượng nhất. Khi Đức Phật độ xong năm vị tỳ kheo rồi, thì biết cơ duyên đã chín mùi, mới đến độ Ngài Maha Ca Diếp. Lúc đó Ngài đã 102 tuổi. Khi Ngài hiểu rõ công phu tu hành của mình chẳng thể sánh được cảnh giới và thần lực của Đức Phật, tu khổ hạnh trở thành đầu đà đệ nhất. Hạnh đầu đà có 12 hạnh. Phật thấy Ngài tuổi đã cao nên khuyên tôn giả hà tất phải tu khổ như thế. Song tôn giả vẫn tiếp tục duy trì tu khổ hạnh. Cho nên Đức Phật khen ngợi Ngài: Phật pháp của ta trụ lâu đời có quan hệ rất lớn với sự thực hành hạnh đầu đà của Ca Diếp. Ai hay tu khổ hạnh như thế thì Phật pháp nhất định sẽ trụ lâu nơi đời.
tôn giả Maha Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, dịch là Lai Bạc Căng hoặc Thải Thúc Thị. Tôn giả có đại thần thông. Một lần nọ, Ngài vận dụng thần thông đi về hướng đông, qua vô lượng vô biên thế giới. Song dù đi xa bao nhiêu, cũng chẳng cách chi lường được âm thanh của Phật vang xa bao nhiêu. Vì pháp thân của Phật khắp tận cùng hư không biến pháp giới. Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại hiếu tử. Khi Ngài chứng được ngũ nhãn lục thông, quả vị A-la-hán rồi, bèn quán khắp pháp giới tìm mẹ của Ngài. Thấy mẹ ở trong địa ngục làm ngạ quỷ, chịu nhiều thống khổ, Ngài đau đớn muôn phần, lập tức đem một bát cơm đến dâng cho mẹ dùng. Mẹ của Ngài dùng một tay che, một tay bốc ăn, vì sợ ngạ quỷ khác thấy đến cướp giật. Ai biết cơm vừa đến miệng thì hóa thành lửa than, ăn chẳng được, vì nghiệp chướng của bà ta quá nặng. Tôn giả Mục Kiền Liên tuy có đại thần thông, nhưng không thể cứu được mẹ của Ngài, do đó lập tức đi tìm Đức Phật để nhờ Phật cứu giúp. Phật nói vì mẹ của Ngài lúc còn sinh tiền phỉ báng Tam Bảo, khinh khi chư tăng, lại thích ăn cá, trứng, cho nên đọa làm ngạ quỷ ở trong địa ngục. Nếu muốn cứu vớt mẹ của Ngài, thì phải vào ngày rằm tháng 7, ngày Phật Quan Hỷ, chư tăng tự tứ, thiết lễ Vu Lan Bồn để cúng. Trước khi cúng mười phương chư Phật, Pháp Tăng, mười phương Tăng chưa dùng trai, thì người khác không được dùng trước. Nhờ công đức thanh tịnh của mười phương Tăng, khiến cho mẹ của Ngài thoát khỏi biển khổ. Phật chế hàng tỳ kheo. Từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7, Kiết Hà an cư 3 tháng. Trong mấy tháng này, mùa hè nóng nực, trời mưa, trên đường đi có nhiều côn trùng. Vì dưỡng tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh, nên chư Tăng chẳng đi đâu xa, để tránh khỏi đạp chết những sinh linh nhỏ bé. Ngày 15 tháng 7 là ngày chư Tăng Kiết Hà viên mãn, là ngày tự tứ, cũng là ngày Phật Quan Hỷ. Ngày đó chư Tăng cùng nhau xem xét lỗi lầm với nhau, tự nhận lỗi lầm của mình, hoặc thỉnh chư Tăng nói ra lỗi lầm của mình để sám hối, mọi người cùng nhau sửa đổi làm mới. Cho nên Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên cúng dường chúng Tăng vào ngày này. Do đó, mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, mỗi chùa đều thiết lễ pháp hội Vu Lan Bồn, siêu độ cha mẹ bảy đời trong quá khứ và cha mẹ đời nay đã qua đời. Vu Lan Bồn dịch là giải đảo quyền. Chúng sinh trong địa ngục chịu thống khổ, như bị dây thừng trói treo ngược xuống. Ngày này nhờ công đức cúng dường mười phương chư Phật Bồ Tát và hiền thánh tăng, các ngài có thể giải trừ thống khổ trong các đường ác. Tên của tôn giả Mục Kiền Liên gọi là Tỳ Lợi Bát, là tên cây, vì cha mẹ của tôn giả cầu nguyện nơi cây này mà sinh ra tôn giả. Tình hình cũng giống như ngài Ca Diếp. Khi ngài Tu Bồ Đề và các vị tôn giả khác nghe Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì hoan hỷ vui mừng hớn hở, nghe được pháp chưa từng nghe qua, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đây là biểu thị thân nghiệp thanh tịnh, sinh tâm hy hữu, biểu thị ý nghiệp thanh tịnh, hở bày vai phải, là biểu thị các ngài buông bỏ pháp tiểu thừa mà hướng về pháp đại thừa. Nghĩa là khai quyền hiển thật, ngày xưa chưa khai quyền, như vai mặt bị che lấp, nay đã khai quyền cho nên hở vai phải, gối phải đụng đất. Đất biểu thị thật pháp, thật trí, một lòng chắp tay, quyền thật không hai, quyền pháp tức thật pháp, thật pháp tức quyền pháp, khai quyền hiển thật, vì thật thí quyền. Chắp tay là biểu thị quyền thật không hai, không hai tức là một lòng, chẳng phải quyền, chẳng phải thật. Cúi mình cung kính, thân mình chẳng thẳng cũng chẳng cúi, hay thẳng
cũng hay cúi. Thẳng là biểu thị thật pháp, cúi là biểu thị quyền pháp. Nay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, biểu thị các ngài dùng quyền hướng về thật pháp của Phật mà bạch Phật rằng, tức khẩu nghiệp thanh tịnh. Kinh văn: chúng con đứng đầu trong hàng tăng chúng, tuổi đã già nua, tự cho mình đã được niết bàn, chẳng kham nhiệm gì nữa, chẳng còn cầu mong quả gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: chúng con là chỉ ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, ngài Ma Ha Ca Chiên Viên, ngài Ma Ha Ca Diếp và ngài Ma Ha Mục Kiền Liên. Các ngài đứng đầu trong hàng tăng chúng, song tại sao các ngài không tu tập pháp đại thừa để cầu Phật đạo? Vì các ngài xuất gia đã lâu, tuổi hạ cao, những người hậu bối đều lấy các ngài làm mô phạm. Nếu sửa đổi bỏ pháp tiểu thừa để cầu đại thừa thì sợ người sau quở trách, vì muốn giữ sự tín nhiệm của người khác đối với các ngài, cho nên chấp trước tiểu thừa mà chẳng cầu pháp đại thừa, chẳng muốn xả bỏ tiểu thừa, đều vì chưa biết khai ba quyền thừa để hiển thật thừa pháp. Ba quyền thừa tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Vì chấp nơi tiểu thừa chưa bỏ đi, giữ gìn kiến giải của mình, cho nên không thể khai quyền hiển thật, bỏ quyền về thật, mà gây nên lỗi lầm thứ nhất. Lỗi lầm thứ hai là tự cho rằng tuổi tác đã già nua, có thể tránh trách nhiệm nặng nề hành Bồ Tát đạo rộng độ tất cả chúng sinh. Các ngài quá xem thường chính mình, chấp trước việc tuổi tác đã cao, chẳng còn làm gì được nữa, cho nên lười tinh tấn cầu Phật đạo. Lỗi lầm thứ ba là các ngài tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn. Đây là chưa chứng mà nói chứng. Theo sự trắc lượng của các ngài cho rằng hoa sen chẳng sinh nơi đất cao, chỉ lớn lên ở dưới nước, cho nên nói mình đã vào chánh vị vô vị, được Niết Bàn, chẳng còn kham phát tâm Bồ Đề, cho rằng những gì làm trước kia đều là Bồ Tát đạo, song vì mê thật pháp mà chẳng hiểu nghĩa của nó, chẳng còn mong cầu quả gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Đức Thế Tôn trước kia nói pháp đã lâu, con ngồi tại tòa thân thể cảm thấy mệt mỏi, chỉ nhớ pháp không, vô tướng, vô tác. Nơi pháp Bồ Tát du hí thần thông, thanh tịnh cõi Phật, thành tựu chúng sinh, thì tâm chúng con chẳng vui thích. Tại sao? Vì Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ra khỏi ba cõi, chứng được Niết Bàn. Hơn nữa, nay chúng con tuổi đã già nua, chẳng sinh tâm niệm ưa thích nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật giáo hóa Bồ Tát. Giảng giải: bốn vị tôn giả bạch Phật: Đức Thế Tôn, trước kia Phật nói pháp thời gian lâu dài, chúng con ngồi lâu, dần dần cảm thấy mỏi mệt giải đãi, vì chỉ nghĩ nhớ pháp tiểu thừa, không vô tướng vô tác, tức là không vô sở hữu, tức không cần hành Bồ Tát đạo hoặc tu công đức, cho nên chẳng vui thích pháp Bồ Tát du hí thần thông, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh cho đến nghiêm tịnh cõi Phật, cũng chẳng sinh một niệm tâm vui mừng. Đó là được ích cho là đủ, lỗi giải đãi chẳng tinh tấn. Vì sao? Vì sao chúng con chẳng cầu pháp đại thừa? Vì Phật từng nói khiến cho chúng con ra khỏi ba cõi, chứng được Niết Bàn. Hơn nữa, nay tuổi chúng con đã già, sức yếu, cho nên nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật mở bày cho Bồ Tát Đại Thừa, chúng con chẳng sinh tâm ưa thích. Kinh văn: hôm nay chúng con ở trước Đức Phật, nghe thọ ký cho hàng thanh văn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm chúng con rất vui mừng, được chưa từng có. Không ngờ hôm nay hốt nhiên được nghe pháp chưa từng có. Rất tự mừng, may được lợi lành lớn.
vô lượng châu báu, chẳng cầu mà tự được. Giảng giải: hôm nay chúng con ở trước Phật, được nghe Phật thọ ký cho hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát sẽ thành Phật. Thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong tâm chúng con rất vui mừng, vì đây là biểu thị chúng con cũng sẽ được Phật thọ ký. Nay nghe pháp hy hữu, kinh diệu pháp liên hoa này, rất tự mừng may được lợi lành lớn, như hốt nhiên được vô lượng châu báu, chẳng cầu mà tự được. Kinh văn: Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói ví dụ để làm rõ nghĩa đó. Ví như có người tuổi còn nhỏ, bỏ cha trốn đi sang nước khác, ở lâu hoặc 10, 20 cho đến 50 năm. Giảng giải: Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin dùng một ví dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Ví như có người, dụ cho người dị thừa tuổi còn nhỏ, dụ cho người căn lành còn yếu kém, vì không thể thọ pháp đại thừa mà bỏ cha đi xa. Cha, dụ cho ứng thân của Phật, trong thời gian lâu dài, nơi hai vạn ức vị Phật xuất hiện ra đời, Phật Thích Ca vẫn giáo hóa chúng sinh thành vô thượng đạo, như cha lành đối với tất cả chúng sinh. Song khi ứng thân của Phật vào Niết Bàn rồi, thì chúng sinh thối tâm Bồ Đề, cho nên gọi là trốn đi, sang nước khác ở lâu. Tức chỉ ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và năm dục: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Nghĩa là chúng sinh nhiễm sâu trần lao năm dục, chẳng biết bỏ mê về giác. Đường cõi trời là 10, đường cõi người là 20, 50 năm, dụ cho năm đường chúng sinh: trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Atula chẳng lập riêng một đường, vì trong năm đường đều có Atula. Chúng sinh trong ba cõi đều quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, chẳng biết pháp môn